Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của hải thì uh, nội dung trong video này thì uh, bnr có một cái thông báo cực kỳ mới nha các bạn đó là bạn có biết bạn đã khai thác được bao nhiêu bi vào năm 2023 hay không? Xem bạn tóm tắt hoạt động khai thác năm 2023 của bạn trên màn hình chính của ứng dụng khai thác bi thông qua tính năng mới nêu bật các cột mốc quan trọng của bạn trong mạng và là kỷ niệm thành tích của bạn trong năm 2023. Rồi và khi mà các bạn đăng nhập vào ứng dụng khai thác bi network của chúng ta thì nó sẽ hiện ra một cái bảng tổng kết của bạn trong năm 2023 nha các bạn. Đây thì đây là cái bản tổng kết của mình mình đã khai thác á, trong năm 2023 nha các bạn đầu tiên đó là cái phiên khai thác nè à, trong năm 2023 thì mình đã khai thác được 341 phiên nha à, mình cũng là một người cực kỳ siêng năng nha các bạn thì một năm có 365 ngày đó các bạn thì à, trong một năm mình khai thác tới 341 ngày chứng tỏ mình cũng là một người khá siêng năng đó không biết các bạn khai thác được bao nhiêu phiên nha rồi tiếp theo đó là đây là cái số bi mà chúng ta khai thác được trong năm qua đó là mình khai thác được đó là 1 bi nha còn phía bên dưới này là số bi bonus tức là số bi thưởng từ cái việc mà các bạn có thể mời bạn bì nè các bạn có thể chạy nốt nè hoặc là các bạn có thể mà tham gia những cái khác để mà kiếm bi ví dụ như là bạn có thể tham gia bi browser nè lướt bi browser bạn cũng có thể nhận được cái số bi bonus ở đây nha các bạn thì số bi bonus của mình là 1623 bi nha. Rồi tiếp theo ở đây là cái số mà rep thành viên mà các bạn mời được trong năm nha thì trong năm 2023 mình mời được đó là 161 người nha các bạn. Đấy một con số khá là ít nha các bạn, đối với những bạn khác là khá là ít. Nhưng mà cái con số mình cho các bạn xem nha. Đây nè các bạn nè, thì hiện tại cái số thành viên của mình các bạn có thể thấy mình chỉ mời được có 187 người thôi. Nhưng mà cái số thành viên khai thác hiện tại chỉ có 28 người thôi các bạn. Hiện tại số lượng lớn người đã bỏ khai thác B Network rồi các bạn à. Rồi tiếp theo đó là cái phần cuối cùng nè các bạn nè, đây là cái số ngày nè, của mình là 1412 ngày. Đây là tổng số ngày mà bạn đó là khai thác cái đồng Benicwork của các bạn nha. Thì một năm có 365 ngày thì các bạn có thể tính ra là các bạn khai thác được bao nhiêu năm rồi nha. Thì mình cũng khai thác là mình cũng là pioneer đầu đó các bạn khai thác khá là lâu rồi nha các bạn thì uh, B Binance á uh, nó đã có một cái thông báo rồi các bạn là trong năm 2024 nó sẽ uh, cho mây nếp mở nha các bạn. Nhưng mà đây là một điều uh, chưa chắc chắn nha và BK tim chưa hề khẳng định điều này nha các bạn. Thì cái mục tiêu cái hy vọng của họ là trong năm 2024 sẽ ra mắt mạng chính nhưng nó sẽ đáp ứng những cái điều kiện các bạn. Thì uh, những cái điều kiện đó thì mình đã nói trong video trước rồi thì mình sẽ nói sâu qua lại nha. Những điều kiện đó đó là nó sẽ có một lượng lớn người vượt qua được kc nè là khoảng 15 triệu người vượt qua kc nè thì trong đó có 10 triệu người là phải đó là được chuyển bi về ví đó là được di chuyển xe mạng may net đó các bạn rồi tiếp theo đó là phải có 100 cái ứng dụng trong hệ sinh thái các bạn 100 ứng dụng được bi phê diệt trong hệ sinh thái nha à, Ngoài ra còn có những cái điều kiện ngoài cảnh nữa các bạn Ví dụ như là thiên tai chiến tranh động đất sóng thần này nọ đó các bạn Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Thì tất nhiên ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu thì cũng sẽ ảnh hưởng đến bi Cho nên cái đó là một cái việc đó, đó là bi không thể nào can thiệp được nha thì theo mình dự đoán thôi nha các bạn, thì nếu mà kịp á, thì chúng ta cùng nhau hy vọng là cuối năm 2024 sẽ có mạng mở nha các bạn Còn nếu mà không kịp thì nó cũng sẽ kéo dài đến năm 2025 nha, thì đó là một chuyện hết sức bình thường luôn nha các bạn Cho nên á, ở đây á, không có nghĩa là 100% sẽ may nét mở vào năm 2014 nha, không nha các bạn, không phải là như vậy Thì cái mục tiêu á, chỉ là cái mục tiêu là năm 2024 thì nó có thể xảy ra hoặc là không thể xảy ra nha và cái này thì chúng ta kiểu mà à, nói nước hai đó các bạn có thể xảy ra hoặc là không thể xảy ra chứ không thể nào mà chắc chắn nha rồi và đến thời điểm hiện tại b network vẫn là một dự án khác biệt và là một dự án cực kỳ tiềm năng trong tương lai dài nha các bạn cho nên các bạn nào mà à, cố gắng theo đuổi b network thì trong tương lai dài chúng ta sẽ có được à, một à, đó là khối lượng tài sản nha các bạn và cái đường link đăng ký cũng như là video hướng dẫn đăng ký mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha bạn nào chưa đăng ký khai thác thì hiện tại vẫn còn cơ hội cho các bạn nha video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.